Ngọn nước luôn á. Wow. Anh Dũng thì đã quá nổi tiếng với những món ăn cực kỳ nhanh gọn lại còn dè dũng cho game thủ rồi. Vậy thì tại sao hôm nay mình lại không nhập thử nhỉ? Đầu tiên thì về nguyên liệu, nhà mình đã quá có đủ rồi. Trứng này, đậu phụ này, ớt bột, loại này là dùng để làm kim chi ấy. Tiếp theo sẽ là xúc xích, rồi sẽ đến hành lá. Tại vì bản này là mình muốn làm cho nó khô một chút nên mình sẽ cắt đậu phụ khá là mỏng. Đấy, mọi người cắt như mình là được. Theo thì bật bếp lên thôi, bắc chảo lên và mình sẽ đổ một lượng dầu kha khá vào bên trong. Các bạn yên tâm, đây là mẹo để cho đậu của mình không bị vỡ đấy, vì đậu hút dầu rất là nhiều. Miếng đậu đầu tiên luôn luôn phải cho vào trong giữa chảo để tránh bị bắn nhé. Mọi người dàn đều đậu ra như này là được. Tiếp đó thì mình sẽ cắt xúc xích và mình sẽ cắt khá là mỏng thôi. Như vậy thì nó sẽ thấm gia vị hơn. Công đoạn tiếp theo sẽ là đập trứng. Và toàn bộ đoạn video này là để mình flex khả năng đập trứng bằng một tay của mình. Nhưng mà mọi người đập cẩn thận nhé, không là xen lẫn một đống vỏ trong đấy đấy. Quả quay hơi fail một tí. Bây giờ mình sẽ lấy một chiếc đũa rồi mình dầm hết lòng đỏ ra để đánh cho nó quyện vào lòng trắng được dễ dàng hơn. Và mọi người hãy cố gắng đánh thật đều tay cho trứng của mình trong và đẹp nhé. Về phần sốt thì mình sẽ dùng xì dầu cua. Loại này thì nó chỉ đen hơn mình xì dầu bình thường thôi, chứ vị nó không mặn bằng. Và mình sẽ đổ tầm 1 phần 4 bát. Tiếp theo đó sẽ là một chút dầu hào, chỉ ít thôi, không là rất là mặn đấy. Một chút bột ớt này. Sau đó thì thêm một chút tương ớt vào. Và một thứ không thể thiếu trong gia vị của mình đó chính là đường. Sau đó thì quậy đều lên thôi. Đậu lật vàng hai mặt thì mình sẽ đổ trứng vào bên trong. Rồi quậy đều lên một chút để cho nó tràn đều vào chảo. Tiếp theo mình sẽ thêm xúc xích vào, rồi đổ hết tất cả sốt vào bên trong chảo nhé. Mọi người lấy đũa trộn đều hỗn hợp trong chảo một chút rồi bắt đầu đậy nắp, chờ tầm 3 phút và thế là xong. Cận cảnh cho mọi người nhìn luôn này. Uầy, lấp lánh luôn và mùi rất là tuyệt luôn nhá. Thơm một cách dã man luôn đấy. Ôi, mình thích đồ khô lắm. Cuối cùng thì topping một chút hành lá, tắt bếp rồi cho ra đĩa thôi. Đây rồi, công đoạn mình thích nhất. Ăn thử. Ôi, nó ngon dã man luôn đấy. Ôi. Wow. Mùi hương vị của nó rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù nó chỉ là những món rất là đơn giản kết hợp với nhau, mà cái phần trứng ấy, nó giống như là pate vậy. Gia vị rất là vừa và khá là đậm đà nữa. 10 điểm cho cái món này luôn. Mong là mọi người sẽ thích cách biến tấu này. Và chúc mọi người một ngày tuyệt vời nhé. Tạm biệt.